ông Chu Xi tư vấn danh sách U23 Việt Nam cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Huấn luyện viên Philip Chu Xi và Hoàng Anh Tuấn sẽ liên tục trao đổi thông tin về chuyên môn để đưa ra danh sách tập trung hai đội tuyển U23 Việt Nam. Trong nửa cuối năm 2023, Liên đoàn bóng đá Việt Nam thực hiện kế hoạch xây dựng hai đội tuyển U23 nhằm hướng đến các mục tiêu khác nhau. Trong đó, đội U23 Việt Nam do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt sẽ tham dự U23 Đông Nam Á 2023 vào tháng 8 tại Thái Lan và ASEAN 19 ở Trung Quốc sau đó một tháng. Đội còn lại do huấn luyện viên Philip Chu Xi phụ trách có nhiệm vụ chính là vòng loại U23 châu Á 2024. Huấn luyện viên Chu Xi và Hoàng Anh Tuấn có thể liên tục trao đổi thông tin để có sự lựa chọn tốt nhất về nhân sự. Cụ thể, vị chiến lược gia người Pháp đã gửi cho đồng nghiệp bản danh sách gồm 18 cầu thủ cho U23 Việt Nam. Đây là những cầu thủ theo diện tiềm năng đang cần kiểm tra. Họ được đánh giá là triển vọng nhưng chưa có nhiều cơ hội thi đấu cho cấp câu lạc bộ. Tôi lấy ví dụ như trường hợp của hậu vệ Võ Minh Trọng, người đã chơi các giải U23 Doha Cup, SEA Games nhưng ít có cơ hội thi đấu tại Đồng Tháp. Thông qua những giải đấu như thế này, họ có điều kiện tập luyện, thi đấu. Nếu họ giữ được phong độ và chơi nổi bật, tôi tin huấn luyện viên Philip Chu Xi sẽ trao cho các cầu thủ thêm những cơ hội sau này. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ. Đáng chú ý, cầu thủ Việt Kiều Andre Nguyễn không có mặt trong danh sách chuẩn bị của các đội tuyển U23 Việt Nam dù đã tham gia tập luyện ở đợt tập trung gần nhất. Lý giải về vấn đề này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói, về trường hợp cầu thủ Việt Kiều, đa phần họ chưa có đủ thủ tục cần thiết để tham gia ngay vào việc thi đấu cùng đội tuyển trẻ Việt Nam, trong đó có trở ngại về hộ chiếu. Đơn giản là vậy. Việc tham dự một giải đấu không phải cứ đăng ký hôm nay là ngày mai sẽ được thông qua. Chúng ta phải đăng ký một bản danh sách diện rộng từ sớm và lựa chọn những con người trong đó. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 28 tháng 7 trước khi tham dự giải U23 Đông Nam Á 2023 vào giữa tháng 8. Tại đây, U23 Việt Nam nằm chung bảng C với các đối thủ khá yếu là với Philippines và Lào. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bật mí về đội hình mới mẻ sẽ sử dụng trong thời gian tới. Danh sách sắp tới sẽ là những gương mặt mới chưa bao giờ xuất hiện hoặc ít được trao cơ hội. Nhiều cầu thủ đang chơi tại giải hạng nhì. Có thể khi tham dự vòng chung kết U23 Đông Nam Á 2023, đội sẽ không có những cầu thủ tốt nhất hay kinh nghiệm nhất. Tuy nhiên đối với tôi, điều đó không sao cả. Không có cầu thủ này thì U23 Việt Nam sẽ có những cầu thủ khác. Biết đâu đấy, một vài cầu thủ lạ sẽ bước ra ánh sáng ở giải đấu này. Đấy cũng là điều mà tôi hướng đến. Quan trọng là sau những giải đấu thế này, các cầu thủ sẽ có thêm cơ hội để góp mặt trên đội tuyển quốc gia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.